Những tiên tri của Nostradamus lần lượt ứng nghiệm tương lai nhân loại sẽ đi về đâu. Nostradamus là cái tên không quá xa lạ đối với mọi người. Ông là một trong những nhà tiên tri chính xác nhất trong lịch sử nhân loại. Thậm chí ông ấy còn viết một quyển sách mang tên The Centuries, tạm dịch là những thế kỷ, tổng hợp tất cả dự đoán của mình một cách rõ ràng. Khi các sự kiện lớn xảy ra, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra bên trong quyển The Centuries và phát hiện rằng tất cả chúng đã được Nostradamus tiên đoán trước đó. Và cho đến hiện tại, những dự đoán của ông đã được chứng minh trong lịch sử thực tế, chính xác lên đến 95%. Nostradamus là bút danh Latin hóa chính thức của Michel de Nostredame. Người ta cho rằng ông ấy dường như được sinh ra với sứ mệnh của Thiên Chúa, và những lời tiên tri của Nostradamus được cho là đến từ sự hướng dẫn của Chúa. Tiên đoán chính xác bất ngờ hàng loạt sự kiện lớn. Nếu phương Đông có viên thiên cang, thì phương Tây có Nostradamus. Ông là một bác sĩ và cũng là một nhà tiên tri. Nostradamus được cho là đã nhìn thấy những cảnh vật của thế giới tương lai thông qua một chiếc gương ma thuật cổ xưa và mô tả lại những cảnh vật đó dưới dạng thư tứ tuyệt trong quyển The Centuries, để lại cho hậu thế, còn được gọi là bách thi tập. Mỗi khi thế giới xảy ra một sự kiện lớn, mọi người đều có thể tìm thấy những dự đoán tương ứng trong The Centuries. Ví dụ như cách mạng Pháp, sự nổi lên của Napoleon, sự ra đời của Hitler, sự kiện 11 tháng 9 và các phát minh quan trọng như máy bay và bom nguyên tử. Có thể nói The Centuries đã trải qua thời gian kiểm chứng, đã tồn tại hàng trăm năm mà vẫn không hề lỗi thời. Quyển sách hiện nay vẫn được in ấn và được xem là kinh thánh thứ hai tại châu Âu. Nostradamus đã từng gặp một tu sĩ trẻ nuôi lợn tên là Peron khi ông ở Ý. Khi gặp Peron lần đầu tiên, ông đã đột ngột quỳ xuống đất và gọi: "Kính thưa Đức Giáo Hoàng." Sau đó Peron đã thực sự trở thành Giáo Hoàng Xê Tút V. Nhưng vào thời điểm đó, Nostradamus đã qua đời từ lâu. Trong một bài thơ The Centuries, ông đã tiên đoán rằng vua Pháp Henry II sẽ qua đời. Nội dung bài thơ có miêu tả rằng con sư tử trẻ sẽ đánh bại con sư tử già khi chiến đấu một mình trên chiến trường. Nó chọc thủng mắt trong tấm khiên vàng và từ mắt chọc thủng chiếc lồng vàng. Hai vết thương sẽ gộp làm một và chết trong đau đớn. 4 năm sau đó, vua Henry II của Pháp đã qua đời trong một trận đua ngựa lớn, khi một bá tước trẻ sử dụng mảnh giáo đâm thủng mũ sắt của ông, xuyên qua mắt và hộp sọ. 10 ngày sau, vua Henry II qua đời trong đau đớn tột cùng vì nhiễm trùng máu. Nostradamus đã nói rằng ông sẽ qua đời vào ngày 2 tháng 7 năm 1566 và lời tiên đoán đó đã trở thành sự thật. Điều kỳ diệu hơn là trước khi qua đời vào năm 1566, ông đã nhờ một người bạn của mình khắc cho một tấm bia đá. Tuy nhiên, tấm bia đá này chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Sau khi ông qua đời, tấm bia đá này cũng đã được an táng cùng ông trong lăng mộ. Mọi người đều tò mò về nội dung của tấm bia đá này, nhưng chỉ có Nostradamus cùng với người bạn khắc bia đá của ông biết được bí mật này. Sau khi Nostradamus qua đời, người bạn của ông cũng giữ lời hứa của mình và không bao giờ tiết lộ nội dung của tấm bia đá trên mộ. Sự tò mò của mọi người càng ngày càng tăng lên, và vào năm 1770, họ quyết định đào mộ của ông. Sau khi mộ mở ra, mọi người đều nhìn nhau kinh ngạc vì trên tấm bia đá khắc con số 1770. Hóa ra Nostradamus đã biết rằng quan tài của mình sẽ bị mở ra vào năm đó. Sự việc trên khiến cả thế giới phải thở dài công nhận rằng ông thực sự là một nhà tiên tri đích thực. Từ đó, những lời tiên đoán của ông mỗi khi xuất hiện đều thu hút vô số tín đồ từ khắp nơi trên thế giới tin tưởng sẽ trở thành hiện thực. Nostradamus đã dự đoán rằng sau 100 năm ông mất, London sẽ bị một vụ hỏa hoạn lớn, và đúng thật là như vậy. Vào năm 1666, London đã chìm trong biển lửa khiến toàn bộ thành phố gần như bị thiêu rụi. Điều đáng ngạc nhiên là đó cũng chính là năm kỷ niệm 100 năm ngày ông mất. Nostradamus cũng viết trong một bài thơ ở chương 9, khổ 83 về trận động đất ở Vấn Xuyên rằng khi mặt trời vào ngày thứ 20 của Taurus, đất đai sẽ rung chuyển mạnh mẽ, sân khấu lớn sẽ trở thành đống đổ nát, không khí, bầu trời và mặt đất, tất cả đều trở nên tối tăm và bẩn thỉu. Những người không tin vào Chúa cũng bắt đầu cầu cứu thần linh và các vị thánh. Trong bài thơ, Taurus được đề cập đến trong hình tượng sao, chính là chòm sao kim ngưu, và thời gian hoạt động của chòm sao này chính là từ ngày 22 tháng 4 đến 21 tháng 5, khi mặt trời vào ngày thứ 20 của Taurus, chính là ngày 12 tháng 5, cũng là ngày trận động đất ở Vấn Xuyên xảy ra. Sự chính xác không thể phủ nhận này khiến chúng ta cảm thấy nghẹt thở. Vậy đối với tương lai của nhân loại, Nostradamus đã nói gì? Dự đoán của Nostradamus về tình hình thế giới hiện tại. Trong thời đại hiện nay, có thể thấy tình hình thế giới đang dao động không ổn định. Khi đọc lại những thế kỷ, các chuyên gia đã phát hiện ra rằng các câu thơ của Nostradamus đã dự đoán về một viễn cảnh vô cùng nguy hiểm. Họ bắt đầu lo lắng, liệu tương lai nhân loại sẽ đi về đâu? Có khả năng rằng Thế chiến thứ 3 sẽ bùng nổ, bởi trong khổ 100 của chương 12 trong những thế kỷ có viết: khi ánh sáng của sao hỏa tắt, lửa trời sẽ rơi xuống, đánh trực tiếp vào cung điện. Chiến tranh lớn kéo dài 7 tháng, con người chết vì sự tà ác. Vua Louis không thể thất bại. Đặc biệt là từ câu thứ 3 trong bài thơ: chiến tranh lớn kéo dài 7 tháng, con người chết vì sự tà ác, có thể dự đoán rằng một cuộc chiến lớn toàn cầu sẽ bùng nổ, và rõ ràng nguyên nhân của cuộc chiến chính là bắt nguồn từ sự tà ác. Nhìn vào tình hình chiến tranh trên toàn cầu ngày nay không khỏi làm chúng ta lo lắng. Tuy nhiên, nếu dự đoán này thực sự liên quan đến tình hình thế giới hiện tại, thì thời gian 7 tháng có thể ẩn chứa một tia hy vọng. Vì 7 tháng có thể chỉ là một cuộc chiến tranh thông thường, không phải là chiến tranh hạt nhân phá hủy. Tuy nhiên sau đó, 4 dòng thơ khổ 57 chương 1 của những thế kỷ lại mô tả những cảnh tượng khủng khiếp hơn về sự bất hòa và bạo lực. Sớm muộn, bạn sẽ chứng kiến sự thay đổi to lớn, đó là sự trả thù đáng sợ và kinh hoàng. Tiếng kèn vang lên trong cuộc tranh cãi lớn, một hiệp ước đã bị phá vỡ. Khi nhìn vào cuộc chiến tranh cục bộ hiện tại, liệu hiệp ước ở đây có phải là hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc hay không? Nếu thực sự điều đó xảy ra, thì sự tàn diệt của nền văn minh nhân loại không còn xa nữa. Trong khổ thơ thứ 92 của chương 10 còn viết về Geneva rằng trẻ em chết thảm trước mặt cha, cha cũng bị treo cổ bằng dây cỏ. Dân Geneva sẽ nổi dậy chống lại, những người lãnh đạo nằm giữa như thể gỗ. Geneva trong bài thơ này có phải là mô tả duy nhất về sự phản kháng của dân Geneva không? Liệu Nostradamus có ám chỉ rằng Thụy Sĩ cũng bị cuốn vào cuộc chiến tranh nào đó? Từ quan điểm lịch sử, hai cuộc chiến tranh thế giới đều không gây ảnh hưởng lớn đối với Thụy Sĩ. Vậy nên hiện tại, nếu Thụy Sĩ cũng không thể tránh khỏi ngọn lửa chiến tranh, rất có thể cuộc chiến tranh sắp xảy ra sẽ quy mô lớn hơn rất nhiều so với hai cuộc chiến tranh thế giới trước. Dự đoán 2 của Nostradamus về tương lai, đó chính là thế giới sẽ xuất hiện cuộc khủng hoảng khí hậu nghiêm trọng. Trong khổ thơ thứ 17 của chương 1 viết rằng 40 năm không thấy cầu vồng, 40 năm ngày nào cũng thấy cầu vồng. Đất đai khô hạn ngày càng trở nên nghiêm trọng. Lúc đó trận đại hồng thủy sẽ ập đến. Có vẻ như đó là một thời kỳ hạn hán kéo dài, và theo các chuyên gia, hiện tượng cực quan sẽ sớm diễn ra do cơn bão mặt trời. Cực quan càng lớn cũng đồng nghĩa với bão mặt trời càng mạnh, tạo ra sự phá hủy to lớn không thể khắc phục đối với trái đất. Với sự tăng lên liên tục của khí CO2 và nhiệt độ toàn cầu, khủng hoảng khí hậu sẽ chắc chắn là một vấn đề nóng trong tương lai. Trong bài thơ 4 dòng này, 40 năm vẫn còn là một bí ẩn. Có lẽ nào trong tương lai sẽ xảy ra một thảm họa khí hậu kéo dài suốt 40 năm? Con người hiện đại không lẽ sẽ thực sự gánh chịu ngày tận thế? Từ những thảm họa về thời tiết, Nostradamus dự đoán sẽ có thảm họa lương thực xảy ra. Như trong khổ thơ số 75 của chương 2 trong những thế kỷ có viết, trên ống thông gió của sàn nhà, người ta đã nghe thấy tiếng chim hót hiếm, giá lúa mì tăng cao, sẽ đến mức xảy ra thảm kịch ăn thịt người. Có vẻ tình huống như vậy vẫn chưa xuất hiện trong các cuộc xung đột cục bộ hiện nay, nhưng các chuyên gia cũng chỉ ra rằng nền kinh tế trên khắp thế giới đã bắt đầu đi vào tình trạng khó khăn do chiến tranh, và một số nguyên nhân khác khiến cho lạm phát, giá cả tăng cao, chi phí nhiên liệu và sự bất ổn toàn cầu tăng lên. Chi phí sinh hoạt tăng cao liên tục có thể dẫn đến nhiều sự tuyệt vọng và xung đột hơn. Hy vọng những thảm kịch ăn thịt người mà Nostradamus miêu tả chỉ là một sự cường điệu gây cấn, chứ không phải là dự đoán trực tiếp về tương lai. Cuối cùng, trong cuộc nội chiến sẽ tiếp tục trở nên ác liệt hơn như khổ thơ số 56 của chương 1 trong những thế kỷ đã viết. Sớm muộn, bạn sẽ chứng kiến sự thay đổi to lớn, nỗi sợ hãi kinh hoàng cùng sự trả thù, bởi thiên thần sẽ dẫn dắt mặt trăng, duy trì sự cân bằng lực hút của mình. Rõ ràng Nostradamus đã dùng những câu thơ đáng kinh ngạc của mình để ám chỉ sự chênh lệch và sự đối địch càng ngày càng lớn giữa các tầng lớp xã hội. Những lời này có thể ám chỉ sự phản kháng của công chúng đối với các nhóm quyền lực. Khi kết hợp với những sự kiện quan trọng diễn ra trên thế giới ngày nay, những dự đoán trên dường như không phải là vô lý. Vậy sau những thảm họa thì liệu có triển vọng tươi đẹp nào cho thế giới sẽ đến hay không? Tương lai của nhân loại trong dự ngôn của Nostradamus. Trong tương lai vào cuối thế kỷ 20, dự đoán trong tác phẩm Những Thế Kỷ của Nostradamus đã gây ra sự hoang mang về ngày tận thế vào năm 1999. Nhưng dường như mọi người chỉ hiểu được một câu trong đó, chính là vị vua khủng bố sẽ rơi từ trên trời xuống. Chính vì câu này, những người có ý đồ xấu đã liên kết với nó năm 1999 là ngày tận thế. Thực ra đoạn thơ đầy đủ được viết như sau. Vào tháng 7 năm 1999, để hồi sinh vua Engelmois, vị vua khủng bố sẽ rơi từ trên trời xuống. Lúc đó Mars sẽ thống trị thế giới, nói là để mọi người có cuộc sống hạnh phúc. Trong đó, cái gọi là Mars thống trị thế giới dưới danh nghĩa hạnh phúc cho thấy rằng sự việc vẫn còn tiếp diễn và có thể nói ngày tận thế vẫn chưa thực sự diễn ra. Vậy nên mặc dù năm 1999 đã qua, nhưng chúng ta vẫn không thể nói rằng dự đoán của Nostradamus không chính xác. Ngược lại, cần phải hiểu sâu hơn về tất cả những dự đoán của ông. Liệu trong một tương lai xa hơn, thậm chí là sau những thảm họa lớn, thì điều gì sẽ tiếp tục xảy ra? Trong khổ thơ số 13 của chương 7 đã viết rõ ràng rằng giọng nói của Thượng Đế vang vọng trong tai, bao gồm cả trên trời và dưới đất, thể xác, tâm hồn và tinh thần đều vững chắc, không thể phá hủy. Dưới chân là tầng lớp sinh vật như trong thiên đường. Đây là một khổ thơ tiên tri rất quan trọng trong The Centuries. Nó ngụ ý rằng một vị Thượng Đế đã đến từ vũ trụ và thiết lập một vương quốc nghìn năm cho trái đất trong tương lai, khiến con người trên trái đất trở nên cao quý và sở hữu bộ năng lượng của vũ trụ. Trong khổ thơ thứ 41 của chương 5 The Centuries còn có mô tả cụ thể hơn về sự xuất hiện của đấng cứu thế rằng sinh ra dưới vầng hào quang tăm tối, đấng xuất sắc trong việc cai trị bằng lòng nhân từ, phục sinh tế đàn cổ xưa bằng chính máu của mình, thay thế thời đại đồng thau bằng thời kỳ hoàng kim. Sau khi trải qua động đất, chiến tranh, thời tiết cực đoan và những tai họa lớn, nỗi kinh hoàng về ngày tận thế sẽ biến mất, đại diện của lòng tốt và sự công bằng sẽ tái tạo lại trái đất. Thời kỳ đồng ở đây dường như đang ám chỉ đến vũ khí. Hy vọng về đấng cứu thế trùng hợp cũng được nhắc tới ở nhiều nhà tiên tri, cả cổ đại lẫn hiện đại. Trong khổ thơ thứ 79 của chương 10 viết rằng những con đường cổ xưa sẽ được cải thiện tuyệt vời. Mọi người đều đổ xô đi dọc theo con đường đến Memphis hiện đại, Montezuma và Lily của Hercules làm đảo lộn mặt đất, đại dương và quốc gia. Memphis chính là một thành phố cổ phồn thịnh của Ai Cập. Hercules là một anh hùng vô cùng mạnh mẽ trong thần thoại Hy Lạp. Montezuma là sứ giả của các vị thần trong thần thoại La Mã và Lily tượng trưng cho quyền lực của vua chúa. Nostradamus đã gợi ý về một trái đất mới trong tương lai, nơi mà một nền văn minh hoàn toàn mới sẽ xuất hiện. Trái đất sẽ được sửa chữa và xây dựng lại bởi một sự sống khác đại diện cho đạo đức, lòng nhân từ và tốt bụng hơn loài người hiện đại. Những người tiên phong của nền văn minh mới này sẽ tạo ra một thế giới thịnh vượng mới bằng trí tuệ và sức mạnh của họ. Nếu thảm họa cuối thế kỷ là sự trừng phạt đối với sự sụp đổ đạo đức của loài người, thì sau khi nhân loại được nhận sự trừng phạt thích đáng, tất cả những gì đã bị phá hủy sẽ được khôi phục lại. Hy vọng mỗi người tốt đẹp đều có thể thoát khỏi thảm họa cuối thế kỷ và được chiêm ngưỡng cảnh đẹp sau ngày tận thế, tự mình trải nghiệm cuộc sống của các vị thần. Tuy nhiên, hãy tự hỏi bản thân là một người hiện đại, liệu chúng ta có đủ tư cách để tận hưởng cuộc sống của các vị thần, nơi không có sự xấu xa, chỉ có những điều đẹp đẽ tuyệt vời? Liệu thảm họa có tha thứ cho tất cả những người đã làm tổn hại đến trái đất không? Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả